Ok, tiếp tục review những cái câu về dạng hàm tuyệt đối các bạn ha. Có chứa tham số m, mình phải chắc chắn là sẽ làm được câu này. Nó cũng giống như cái câu hàm hợp lượng giác, cũng giống như những câu đồng biến nghịch biến của hàm hợp. Đó là cái điểm mạnh của mình trong những cái câu vận dụng phía cuối đúng chưa? Câu khoảng cách cũng vậy ha. Các bạn cố gắng khi anh đánh vào trọng tâm những cái câu nào thì các bạn phải để ý tại sao anh không đưa cái câu mà tỷ lệ thể tích lên giải trước cho các bạn, hay là cái câu mà mặc dù anh có giải về hàm đặc trưng và tìm giá trị lớn nhất là nhất, tại vì những câu đó nó sẽ mới hoàn toàn và nó sẽ khó, các bạn hình dung không? Cho nên các bạn đừng có đâm đầu và làm những câu đó trước. Nếu các bạn lướt qua mà chưa chưa hiểu được cách làm, chưa hiểu được cách phân tích thì hãy làm những câu chắc ăn cho anh trước ha. Mặc dù nó cũng là câu 9-10 điểm đấy, cho nên phải chú ý cho anh ha. Cho mình cái hàm bậc 4 như thế này, có thứ tham số m, tìm tổng giá trị m sau cho min cộng 2 lần max cộng 2 lần min trên cái đoạn 0 1 này là bằng 10. Mình thấy nó thay đổi chưa? Bây giờ mình làm nguyên tắc y chang. Không có gì thay đổi hết. Các bạn chú ý hiểu bản chất là các bạn đánh giá được hết ha. Đầu tiên các bạn làm cái hàm f thì các bạn y phải ra cho anh ha. Y phải thì nó là 4x mũ 3 trừ cho 6x bình phương. Đúng chưa? Cho này bằng 0 để mình tìm những cái nghiệm mà. Cho này bằng 0. Bằng 0 thì mọi người phải tìm nghiệm trong cái đoạn 0 1 cho anh nhé, tại vì người ta đang xét trên đoạn 0 1 nè. Cho này bằng 0, anh suy ra được cái gì các bạn? 4 chia cho 2 đi, anh còn lại là 2x mũ 3 này trừ 3x bình phương bằng 0. Vậy ở đây anh sẽ đặt 2, anh đặt x bình phương ra làm nhân tử chung ha. Trong này anh sẽ có lại gì? 2x trừ 3 bằng 0. Vậy anh được hai cái nghiệm là x bằng 0 và x bằng 3/2. Mặc dù nó ra nghiệm như vậy nhưng mà quan sát trên cái đoạn 0 1 thì mình chỉ lấy cái nghiệm 0 thôi nè. Mà nghiệm 0 nó lại trùng cái đoạn ban đầu là 0 nữa, cho nên các bạn tính mấy giá trị? Hai giá trị f tại 0 và f tại 1 đúng không? Mình tính ngay f tại 0 và f tại 1 cho anh ha. F tại 1 các bạn thế vào đây là 1 trừ 2 là trừ 1, rồi ra m trừ 1. F tại 0 các bạn thế vào đây nó sẽ bằng m, thế vào cái hàm f ha. Vậy bây giờ mọi người thấy ha, cái bước mà mình cần tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm f là không cần nữa đúng không? Tại vì nó đã ra đây rồi, thằng này sẽ nhỏ, thằng này là lớn. Tuy nhiên bây giờ mình sẽ qua bước tiếp theo. Bước tiếp theo là mình lấy trị đối nó, các bạn nháp thôi, trị đối của m, và mình có trị đối của m trừ 1. Sau đó mình xét hai trường hợp ha. Trường hợp thứ nhất là mình xét hai cái số này nè, cái f1 và f0 này nó trái dấu, tức là nó nằm về hai phía của trục Ox đúng không? Anh đã phân tích rồi, nó nằm về hai phía của trục Ox. Như thế này á, thì khi đối xứng lên, lấy trị đối lên thì nó sẽ như thế này. Vẽ hơi lố ha. Nó sẽ như thế này. Đó, thì lúc này cái min sẽ bằng 0, còn cái max là một trong hai số này. Mình chỉ nhớ là một trong hai số này thôi, không cần phân biệt số nào cả được chưa? Và bây giờ anh có ha. Trường hợp thứ nhất là m nhân với m trừ 1 là lấy cái f0 nhân với f1 này, nó âm. Nó âm tức là nằm về hai phía của trục Ox. Lúc này mình giải cái này ra để mình coi cái nghiệm ha. Một nghiệm bằng 0, một nghiệm bằng 1 đúng không? Giải bắc phương trình đấy, bắc phương trình mang dấu âm, hệ số A là m bình nhân dấu dương. Vậy nằm trong ha, thằng này sẽ tương đương với m nhỏ hơn bằng 1, lớn hơn bằng 0. Đây là điều kiện để tí mình duyệt ha, tí mình loại đáp án. Rồi, trong trường hợp này thì gì? Min của anh bằng 0, max của anh là một trong hai số này. Là một trong hai số này cho anh phải chia ra mấy trường hợp? Hai trường hợp, đúng chưa? Đó, trường hợp thứ nhất, min của anh bằng mấy? Min của anh này bằng 0. Ok không? Max của anh là bằng một trong hai số này, là trị đối của m hoặc trị đối của m trừ 1. Ok chưa? Vậy anh sẽ chia ra ha. Trường hợp thứ nhất là cho nó bằng trị đối của m đi, đúng không? Trường hợp thứ nhất cho nó bằng trị đối của m luôn đi. Ok, anh lấy cái số đầu tiên nó bằng trị đối của m. Đó, trường hợp này yêu cầu bài toán tương đương khi nào các bạn? Max mà bằng trị đối của m khi và chỉ khi trị đối của m này lớn hơn hoặc bằng trị đối của m trừ 1. Mình có hai số thôi. Trường hợp thứ nhất, nếu số này lớn hơn số này thì cái max chính là số này. Vậy trong trường hợp thứ nhất anh sẽ suy ra cái yêu cầu bài toán của anh này là max cộng cho 2 lần min bằng 10. Mà min bây giờ nó bằng 0 rồi đúng không? Vậy max cộng 2 lần min thật ra là cái gì các bạn? Trị đối của m bằng 10 là xong thôi, gì đâu. Tại vì cộng 2 lần min mà min nó bằng 0 rồi. Vậy ở đây các bạn giải ra cho anh ha. M bằng cộng trừ 10, m bằng 10 và m bằng trừ 10. Các bạn nhìn anh loại nghiệm ngay chỗ này nè, được chưa? Đầu tiên m bằng 10, anh thế vào cái điều kiện chỗ này trước ha. Trị đối của 10 là bằng 10.
trị đối của 10 trừ 1 là 9, đúng không? 10 lớn hơn bằng 9. Vậy thằng này nó thỏa thỏa cái điều kiện chỗ này nè. Thỏa rồi, đi lên bậc cao hơn là cái điều kiện chung. 10 có nằm trong cái đoạn 0 1 không? Không. Vậy chỗ này như thế nào? Cũng loại, mặc dù thỏa ở dưới nhưng không thỏa ở trên, loại. M bằng trừ 10 thế vào đây. Trừ 10 thì trị đối của trừ 10 nó bằng 10. Trừ 10 mà trừ 1 sẽ ra trừ 11 đúng không? Tức là trị đối nó sẽ ra là 11. 11 mà nhỏ hơn 10, thằng này là loại ngay từ dưới luôn, khỏi cần lên trên, đúng không? Vậy cái trường hợp này không có gì hết. Ok chưa? Trường hợp tiếp theo bây giờ anh di nhanh lên tí xíu ha. Min nó cũng bằng 0 luôn, được chưa? Min nó vẫn là bằng 0 vì mình đang xét đến cái trường hợp sau thứ nhất này mà. Nhưng mà lúc này cái mắc là cái thằng này ha. Cái mắc là trị đối của M trừ 1 này nó sẽ bằng 10. Còn min của anh bằng 0. Trường hợp này là tương ứng với trị đối của M nhỏ hơn trị đối của M trừ 1. Ok chưa? Đó, lúc này anh suy ra ha. Ở đây các bạn giải ra M cho anh luôn ha. Là trị đối của M trừ 1 bằng 10 sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất các bạn bỏ ra nó sẽ là gì các bạn? Bằng 10 thì chuyển qua M bằng 11. Trường hợp thứ hai nếu bằng trừ 10 thì chuyển qua nó sẽ là bằng trừ trừ 9 đúng không? M bằng trừ 9. Mình lại làm gì? Mình xét, mình loại trước ha. M bằng 11 thế vào đây, trị đối của 11 là 11. Trị đối của 11 trừ 10 là 10. 10 mà lớn hơn 11, tào lao, loại ngay lập tức ở dưới này luôn. M bằng trừ 9, trừ 9 thế vô đây lấy trị đối ra 9. Trừ 9 trừ 1 là trừ 10. À vậy trị đối của trừ 10 là ra 10. Vậy 10 lớn hơn 9, thỏa. Thỏa dưới này thôi ha. Bây giờ lên trên này, trừ 9 có nằm trong đoạn 0, 1 không? Không. Cho nên chúng ta cũng loại luôn. Cho nên nếu các bạn tinh ý, các bạn nhìn đây, điều kiện chỗ này và điều kiện chỗ này là hai cái điều kiện cùng bắt buộc, đúng không? Là dấu ngoặc nhọn cùng bắt buộc. Bạn chỉ cần nhìn lướt qua thấy cái điều kiện này nó không thỏa là các bạn gạch ngay, không cần phải so sánh với này được. Ok không? Vậy các bạn thấy trường hợp sau một sau này làm ta loại hết, được chưa? À quên, loại hết ha. Tiếng Quảng Nam, sorry nhé. Không có dấu được. Ok. Tiếp theo, trường hợp tiếp theo là gì? Hai thằng này nó nằm cùng phía. Hồi nãy mình đã xét hai thằng này nó nằm trường hợp sau thứ nhất là hai thằng này nó nằm khác phía rồi. Bây giờ nó nằm cùng phía như thế này. Hoặc là nó nằm ở dưới này. Ok chưa? Trường hợp này tương đương với điều kiện là gì các bạn? M nhân với M trừ 1 lớn hơn 0. Hay nói cách khác, ta lấy phần bù của cái nghiệm này, tức là gì? Bạn có M nhỏ hơn bằng 0 hoặc M lớn hơn 1. Ở trên kia mình lấy dấu bằng thôi, chỗ này mình không lấy dấu bằng nữa ha. Đó. Ở trường hợp này nếu các bạn chia ra để tìm min max như bình thường, như phân tích ở trên thì nó khó đúng không? Mình dùng cái gì? Dùng công thức. Đúng rồi, mình dùng công thức. Vậy công thức của mình là cái gì? Trường hợp này anh sẽ suy ra cái min và cái max ha. Đầu tiên cái max trong trường hợp này các bạn sẽ dùng, nhớ công thức không? Hai thằng cộng lại chia 2 ha. Dưới này là chia 2 này. Đó, ở trên này là trị đối của thằng này cộng thằng này là m cộng m là 2m trừ 1, được chưa? Cộng cho trị đối của thằng này trừ thằng này. Thằng này trừ này là mất, còn lại trừ 1 thôi. Trừ 1 lấy trị đối ra là 1, đúng chưa? Trừ 1 lấy trị đối là 1, hơi nhanh tí xíu mọi người để ý ha. Rồi cái min. Công thức thì các bạn xem lại ở phần video số 1 cho anh nhé. Cái min của anh á, là bằng chia 2 luôn. Chia 2. Ở trên là trị đối trong trường hợp này ha, là thằng này cộng thằng này, nó sẽ là 2m trừ 1. Rồi tiếp tục dấu trừ cho thằng này trừ này. Thằng này trừ này là ra trị đó là 1. Vậy chỗ này sẽ là trừ 1 cái gì đó. Đó. Rồi thế vào yêu cầu bài toán, max cộng 2 lần min là bằng 10. Vậy chúng ta suy ra ha. Suy ra bây giờ lấy cái không gian chỗ này ha. Max cộng 2 lần min, max của các bạn lần này ha, trị đó của 2m trừ 1 cộng cho 1 chia 2 cộng cho 2 nhân cho min là cái này, đúng không? Ở dưới này là 2 ha. Ở trên này các bạn sẽ có trị đối của 2m trừ 1. Ui chết tiêu, màu khác rồi. Cho nó màu khác đi, nó trùng màu này khó nhìn. Đó, các bạn trừ 1 đúng không? Trừ 1 là bằng 10. Rồi, mình giải thôi. Rồi, đến đây mình xài cái máy tính ha, Casio, mình giải bấm Shift Show cho anh. Hướng dẫn rồi. Bây giờ các bạn nhập cái hàm cái phương trình này vào ha. Mình coi cái biến M của mình là gì. Biến X trong này cũng được ha. Bây giờ đây nè, rất là đơn giản thôi, không có phức tạp gì đâu cái trị đối này ha. 2 lần x trừ 1, được chưa? Cộng 1 chia cho 2. Rồi, cộng cho, mọi người để như này cũng được, còn không thì triệt tiêu số 2 với số 2 này đi ha. Để thấy khó chịu quá. Triệt tiêu nó đi.
Ở trên này bạn sẽ còn là shift ABS là trị đối của 2x cộng 1 x cộng à trừ 1 chứ. Đúng chưa? Rồi ở ngoài này là mình trừ 1. Trừ 1 bằng 10 đúng không? Bằng 10. Chuyện này là máy tính làm. Shift show mình sẽ bấm x tại hai cái miền. Miền thứ nhất là m nhỏ hơn 0 nè. Nhỏ hơn 0 tức là x nhỏ hơn 0 đó, anh cho x bằng trừ 2, trừ 1, trừ 3 cũng được, thôi cho nó trừ 1 đi. Bằng. Vậy có nghiệm là bằng trừ 3 đúng không? Có nghiệm bằng trừ 3. Vậy m bằng trừ 3 là cái thứ nhất. Trường hợp thứ hai, chúng ta để im trang vậy, chúng ta bấm shift call lại lần nữa ha. Chúng ta gọi cái biến x trong cái miền là lớn hơn 1, miền này lớn hơn 1 thì cho bằng 2 đi. Bằng ha, cái nghiệm của chúng ta bằng 4, tức là m bằng 4. Được không? Bạn rất rất là đơn giản ha. Rồi, vậy bạn yêu cầu là cộng tổng thằng này lại. Bây giờ mình kiểm tra thử ha. M bằng trừ 3 thỏa mãn điều kiện này không? Thỏa. M bằng 4 thỏa mãn điều kiện này không? Thỏa luôn. Được chưa? Vậy chúng ta làm gì? Chọn hai này luôn ha. Chọn hai này luôn. Yêu cầu bài toán chỉ tìm được hai nghiệm đó thôi. Và tìm tổng cho nên là anh lấy hai này anh cộng lại với nhau ha. Cộng lại thì nó ra mấy? Nó ra 1 ha. Đáp số của mình là câu C. Được chưa? Mọi người theo cái hướng dẫn của anh á, nó có rất là nhiều cách phân tích, nhưng mà mình cần phải theo một hướng thôi để mình nắm chắc cái vấn đề, để mình không có bị nhầm lẫn trong bài này. Nhiều bạn sẽ bị rối vì liên quan tới triệt đối, lúc phải chia trường hợp này, lúc phải chia trường hợp kia, nó hơi rối đúng không? Nhưng mà làm 2-3 lần sẽ quen thôi. Ok ha, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Mình sẽ có rất là nhiều video tiếp theo để mọi người ôn tập nữa nhé.